chắc tại boss ta mạnh quá không ai dám lên rồi, có thời gian tư chuẩn bị tư liệu mà sợ gì. Gì? Tao thấy mày bị nhồi sọ hơi lâu rồi đó, thì tao nói với mày rồi, sống trên đời đúng không, sọ thằng nào chắc chắn cũng bị nhồi thôi, còn nếu mà sọ mày không bị nhồi là mày não trắng mẹ nó rồi, đúng không bạn? Đúng thì like nha. Còn bây giờ ở đời hơn thua nhau cái đẳng cấp của thằng nhồi sọ đó mày. Thí dụ như tao cũng đi nhồi sọ tao đi, thằng áo đen ở đây cũng đi nhồi sọ tao đi, nhưng mà thằng nào được anh Duy Nguyễn vào nhồi sọ nó sẽ đẳng cấp hơn cái thằng mà được thằng áo đen nhồi sọ đó. Các bạn có hiểu về chữ nhồi sọ chưa? Hiểu lại tim nha, chứ sọ mày không nhồi là sọ mày não trắng mẹ rồi, khó gì đâu nhồi. Còn mà não trắng là não mấy thằng chết đó, trong y học có não trắng là não gì mấy bạn. Sao tự nhiên giờ cao thủ đông thấy thì thấy mấy gì, mấy người lại gì châu chấu ngoé gì đâu không mệt thiệt. Tội nghiệp suốt ngày lên bưng bô cộng sản kiếm súp uống. Bà mẹ mày có súp uống là mày ngon rồi, đúng không? Còn đỡ hơn cái thằng cái cuộc đời của mày không được dịp bưng bô mà há cái mỏ ra để người ta đổ cái bô vô, có cái gì ngậm cái đó mà không được ngậm súp mới đau chứ. Câu đam vừa rồi mấy điểm mấy bạn? Hả? Duy nói, Duy cố gắng Duy nói rất là chậm để cho các bạn nghe và các bạn ghi lại nha, để mốt các bạn đi đam người khác, chứ không phải là Duy đang làm chương trình này hoài đâu bạn. Bạn cứ nốt vào, nốt vào đó, sau này bạn đi đam thoải mái nha, coi thằng nào phá được. Ghi vô sổ nghe. Mấy người đó nó có tối ngày mấy câu đó nó chửi hoài vậy mà không được chửi đi. Anh chửi đi trai. Anh Duy nói làm em không phục quá, không phục thì like tim và share nha. Mai mày thờ hình trọng lú tập cần bình trong phòng game đi, từ từ mày, hai vị đó mất tao mới thờ được mày, hai vị đó còn sống sao thờ được thằng ngu, đúng không? Còn xin lỗi mày nói chữ trọng lú mày coi lại nha, đậu má lú kiểu như tổng bí thư tao cũng muốn lú nữa mày ơi. Giờ hỏi thiệt nha, má lú kiểu như tổng bí thư các bạn có muốn lú không, chứ mình là mình xin đi đầu á. Mình muốn lú được, không biết các bạn sao chứ mình cuồng cái lú của tổng bí thư lắm mấy bạn. Chưa bao giờ mình chỉ cảm thấy mình tự tin, mình cảm thấy mình tin tưởng về đất nước như lúc này các bạn. Má này xui mép là dục viên của bộ mày giỡn mày nhỏ kỳ vụ đi bánh cái cỏ. Cũng hên là bây giờ ta còn ở đây để ta còn nhìn vào những cái hành động của một tổng bí thư mà có thể nói là ta đang ngưỡng mộ trong giai đoạn này, và ta đang áp dụng cho mô hình công ty nhanh nè. Anh chồng tham nhũng, anh chỉ sắp tham nhũng có tiền rồi. Hồi xưa hả, mẹ đi đưa đi chợ 500 ngàn thì có 300, nó tham nhũng 200, tham ô 200, mà giờ tội đó thiệt vô truy cứu trách nhiệm hình sự luôn. Trời đất ơi, tổng bí thư dạy cho mình rất là nhiều chiêu ở trong làm ăn đó nha bạn. Bạn cố gắng học đi, sợ bạn đậu bằng nhìn không ra mà không được thôi. Chỉ khẳng định là coi lú như cụ tổng, tao cũng lú và tao thề tao lú suốt đời. Xin chào Duy Nguyễn và những con bò đỏ. Rồi Duy Nguyễn ngồi đây, Duy Nguyễn chào bạn. Vậy bò đỏ là ai đâu, giơ tay coi. Thằng nào bò đỏ đứng bên trái, thằng nào bò vàng đứng bên phải nha. Hai bay chuẩn bị hút đi.
Hồi trước Hồ Chí Minh chưa chết có tượng rồi kìa. Cái đó tao không biết mày ơi. Nhưng mà tao không thể nào so được với Bác Hồ. Mày đừng có so vậy với mày. Anh không có muốn làm ổn đâu. Anh chỉ muốn làm cháu ngoan Bác Hồ thôi. Chứ mày so tao như Bác Hồ luôn thôi tao chịu rồi. Mày có thương anh mà có cuồng anh mà đừng có cuồng tới cái mức này mày ơi. Em lú mà làm được chức quèn quèn cũng được ha. Mày không cho mày làm trung ương, cho mày làm cho mày làm tổng bí thư của quận được không? Mấy thằng vịt ngâm cộng hành lên đồng VL. Vịt ngâm cộng hành món gì lại vậy? Việt Nam sắp nát. Con mẹ nó rồi. Vậy hả? Việt Nam sắp nát chỗ nào vậy bạn? Ê. Có thức uống nào uống mà mập lên không? Mass. Đúng rồi, con Đỗ Nam phải con Trang Trần vô chịu mới nổi mày ơi. Không con Trang Trần là đuối luôn đó được. Sao tóc anh nhanh dài thế? Tại vì anh ăn nhiều đồ ăn bổ em. Trước khi về anh làm tượng phòng ghim đi bậy. Anh nói trước khi mà mốt về hưu á, anh sẽ tổ chức ra giải Mr. Duy Nguyễn. Và cái giải nhất á sẽ được hình cái tượng của anh bằng vàng, cầm mà vừa lòng bàn tay thôi. Cứ năm tổ chức một lần mấy. Đúng không? Cái tượng của anh bằng vàng. Ai mà lên gồng mà được giải nhất á, rồi sưu tầm tượng. Mà bảo đảm cái tượng của anh không nào giống chân đâu. Má chừng đi nó cướp sao, đúng không? Bác Hồ là bị Bác Hồ vĩ đại, còn Ngô Đình Diệm là thằng sách dép cho Mỹ. Có thuốc nào uống giảm mỡ bụng được không vậy? Có bộ ba thần thánh. Không cần tập luôn hả anh? Ừ. Hai bạn chủ đề liên quan chính trị hả? Nói chung chủ đề gì mình chơi cũng vui, bạn mình vui là chính mà. Vỏ bịch giày có móng tay dọn mà boss. Cái gì bú mát Mỹ mà không biết nhục sao nhục được? Trời đất ơi, tao mua tao bú mát Mỹ, tao nuôi dân Mỹ mà tao nhục chỗ nào mày? Mình nuôi người ta là mình không có nhục, đúng không? Chừng nào mình ngửa tay mình xin tiền người ta mình mới nhục. Bạn bạn nói cái câu này là không có đạo lý. Thí dụ như bây giờ á, Duy mua mask của Mỹ đúng không? Là Duy dùng tiền đô la gì để Duy mua mask của Mỹ. Ok. Thì mà khi mà Mỹ nó bán mask được cho Duy á, thì nó sẽ có lợi nhuận. Đó. Thì cái lợi nhuận của nó nuôi sống mấy thằng công nhân của Mỹ, mấy công nhân trong nhà máy đó. Mà nói thiệt với bạn, chắc mấy bạn không đủ đẳng cấp để vô làm công nhân nhà máy của nó đâu. Nó nói thiệt nghiêm túc nghe, mấy công nhân nhà máy của nó toàn là Mỹ trắng không ông nội. Đó. Cái số 1, cái số 2 nuôi vàng giám đốc của nó. Cái số 3 nó nuôi thuế chính phủ Mỹ. Thì thuế chính phủ Mỹ nó trợ cấp welfare cho mấy thằng bay. Ủa vậy tao nuôi tụi bay hả? Chết mẹ rồi. Ủa diễn ra vòng vòng vậy tao nuôi tụi bay luôn hả? Thôi bỏ tụi bay bằng quên đi. Nói chuyện tụi bay tao tụt tép. Thì cái tiền thuế đóng cho chính phủ Mỹ á, thì chính phủ Mỹ sẽ đi mua vũ khí. Mua vũ khí đi qua giao lưu với Trung Đông. À, chính phủ Mỹ đi mua vũ khí giao lưu với Trung Quốc. Đó, giờ anh yêu nước đúng không? Giờ chính phủ Mỹ nhờ anh mới giao lưu được với Trung Quốc. Hiểu chưa em trai? Hả? Rồi cần anh bàn chuyện anh nuôi chính phủ Đức luôn không? Hả? Cần anh bàn chuyện nuôi chính phủ Đức không? Không có nuôi chính phủ Đức hai con mẹt rồi đó mày. Giỡn hả? Nuôi chính phủ Đức hai con mẹt trên cái đống sàn gỗ ở công trình BBT nè. Chờ em. Trả lời sao mà hay ghê. Thì mấy bạn mới học cái chiêu đam của Duy Nguyễn đi. Họ đi đam thoải mái, đúng không? Giờ nó trắng gọn là tao xài iPhone X á. Tao mua mấy quay phèo Mỹ thì thôi ngắn gọn cho lẹ đi, mệt quá, đúng không? Tại vì chỉ có doanh nghiệp Mỹ nó mới đóng thuế nhiều, nó nuôi được quay phèo thôi, chứ còn người dân Mỹ đóng thuế cũng có, nhưng mà không có ghê, đúng không? Duy không bao giờ nghĩ người dân đóng thuế nhiều doanh nghiệp chắc chắn như bạn luôn. Vậy Duy tính rồi bạn, tính rồi đóng lại. Bạn thấy cổ phiếu của
Amazon nhảy đùng 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 thuế má tăng cũng gì lợi nhuận tăng chưa dèo dèo thằng đó đóng thuế một ói thì thôi. Hôm nay Will cao thấy anh trẻ trâu nghỉ học em. Cái vụ mà trái thẻ với em ở Hòa Bình anh đọc cái tờ báo cho anh chưa đọc sâu vô anh chưa nắm tình hình nha em. Nói vậy sao mấy đứa con không cháu cha đi ra nước ngoài hết. Mày ngu nữa. Nói chuyện đi nước ngoài đúng không? Đã là con không cháu cha là phải có tiền đúng chưa? Thì bây giờ con không cháu cha đi ra nước ngoài để nuôi mấy thằng welfare như mày nữa đó. Nuôi bằng cái kiểu gì? Đi ra nước ngoài du học đúng không? Thì đóng tiền cho nhà trường. Thì nhà trường làm ăn có lời, nhà được nhà tiền đóng trường, đóng tiền thuế là cho chính phủ. Chính phủ nuôi mấy thằng welfare như mày. Cái số 1, cái số 2, ở trong nước cha mẹ nó gửi tiền ra nước ngoài cho nó ăn nó xài, nó đi ba đi búp, nó nói chung là nó xài tiền của nó vô cái nền kinh tế của Mỹ, thì nền kinh tế của Mỹ mới phát triển và nền kinh tế của Mỹ tiếp tục đóng thuế cho chính phủ để chính phủ nuôi welfare như mày nữa đó. Cái thứ ba là mua nhà mua xe, thì cha mẹ nó trong nước gửi tiền qua cho nó mua nhà mua xe để cho mấy cái công ty nhà xe của Mỹ nó bán được, nó đóng thuế cho chính phủ của Mỹ tiếp tục nuôi welfare như mày nữa. Nói chung con ông cháu cha của Việt Nam đi qua Mỹ để nuôi mấy thằng nhà nghèo như mày nha, hiểu chưa? Khổ ghê, và mấy bạn này chưa thích kinh tế bạn yếu quá. Mấy bạn cử đại diện nào có kiến thức kinh tế mà nó thông minh chút đỉnh đi mấy bạn. Còn nói một câu nữa, bây giờ toàn dân trên thế giới không đi qua Mỹ du học là Mỹ nó đói chết mẹ đó nha, đừng có ẩu à. Bạn phải biết rằng là chính nói về cái khoản du học thôi lợi nhuận gấp nhiều lần so với cái hãng xe Ford mà nó bán ra. Hãng xe hơi Mỹ bán ra không bằng tổ tí gì so với lợi nhuận của du học đó. Cái đó người ta gọi là kinh doanh dịch vụ, hình thức kinh doanh cực kỳ khôn của giới tư bản, hiểu chưa? Mẹ tôi bay ở nước ngoài mà tôi bay qua tối ngày tôi bay đòi diễn đòi dân chủ mà sao tôi bay ngu VL. Nếu mà có dân chủ thì bà bỏ tôi là tổng thống nha. Đó thì tao thấy tao giỏi tụi mày rồi đó. Bây giờ mình sẽ ủng hộ phong trào dân chủ các bạn, nhưng mà khi bạn dân chủ thành công bầu Nguyễn làm tổng thống. Chơi không? Đúng rồi. Mấy bạn ghi kịp không mấy bạn? Mấy bạn ghi đam kịp không? Rồi còn câu nào nữa không? Anh giải quyết luôn chưa? Xăng tăng lên anh thấy thế nào? Bình thường mẹ tăng có mấy đồng bạc, thấy thấy mẹ gì? Đàn ông đàn an nhìn tiền tỷ, thằng nào nghèo mới nhìn tiền chục triệu, không có nhìn tiền mấy ngàn lẻ mày ơi. Mấy ngàn lẻ bây giờ mày xăng tăng 4.000 lít đúng không? Tăng lên cái giá gì đó cho là 4.000 lít đi, giờ mày cầm 4.000 mày cho con gái coi có tát mày cốt tay nữa chứ đó mà ngồi đó 4.000. Bởi vì mấy thằng bay hàng bỏ mẹ đi được có mấy đồng bạc lên hoài mà không thích nói chuyện mấy đó mà thấy không ai giờ có chịu đời sống phải có chắc đúng không? Tại sao ngày xưa các bộ đội cụ Hồ trên răng dưới giá dắt xuống AK vượt Trường Sơn đánh giặc cứu nước tao làm được, còn tụi bay sinh ra trong thời bình có mấy ngàn bạc mày lên cha ông nhục với tiền nhân. Còn mày nói chế độ Việt Nam Cộng Hòa tao nói mày luôn, tại sao ngày xưa cha ông của tụi mày bỏ hết tất cả trên đăng dưới giá vượt biên người ta dám làm đúng chứ? Chết không sợ, lạc không sợ, tụi người ta dám làm còn tụi mày là hậu vệ mà có mấy đồng bạc mày lên kiểu nào tụi mày chết nhanh hết á. Bữa nay anh đang vui nha, anh đang nhẹ nhàng thôi đó. Nực cười cuồng ngôn thì mày cuồng ngôn được như tao đi. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận mà, đúng không? Thì mày cứ thử cuồng ngôn đi. Tại sao bạn lại hằng học như vậy? Mặt như ngáo đá vậy. Trời đất ơi, mẹ mày ngáo đá được như tao. Nửa tao là cha mẹ mày có xe 3 tỷ 6 chạy rồi. Ông này đam chết hoài không sợ ta? Đam nhẹ thôi bó, còn nó hối máu thế thì chơi. Nạp tiền vô hay sao mà vui vậy anh? À nay tiền vô, vô con khỉ. Má hôm qua mới ra mấy tỷ, héo mặt luôn, giờ thấm còn tiền luôn á. Hết tiền rồi. Tiền của bay luôn, đừng rủ tao đi chơi nha, bữa nay thấm có tiền. Lương dân nghèo dao động từ 3 tới 5 triệu mỗi tháng. À, 3 tháng như vậy xăng tăng. Chấm hỏi là sao? Ý bạn muốn hỏi gì bạn?
mà hỏi cho nó đủ nghĩa đi mày. Chứ bạn dân nghèo thì chỉ hiểu bạn là dân nghèo rồi, mà chỉ chữ bạn cũng nghèo chỉ dân nữa thì chịu luôn, học sao hiểu. Làm sao cho bụng nó nhỏ lại, bộ ba thành thánh em.